bạn chuẩn bị xem bị kẹt lại tân thủ môn lấy nữ ma đầu tập 744. Trơ mắt nhìn danh nhạc an bị tống diệp lấy xuống đầu về sau, một bên doanh vô vi liền muốn quay người bay đi. Có thể lúc này, hắn mới phát hiện, hắn thân thể đã là không động được. Nói cho ta biết, doanh tư thần bây giờ ở nơi nào, như ăn ngay nói thật, có lẽ ta sẽ còn tha cho người một mạng. Tống Diệp hướng doanh vô vi nói ra. Nàng tại hắc thủy u vực, ta có thể dẫn ngươi đi tìm nàng, đừng có giết ta. Doanh vô vi vì bảo mệnh, chỉ có thể lời nói thật bàn giao. Nàng tại hắc thủy u vực, ta có thể dẫn ngươi đi tìm nàng, đừng có giết ta. Doanh vô vi vì bảo mệnh, chỉ có thể lời nói thật bàn giao. Tống Diệp ngay sau đó không có giết doanh vô vi, chỉ là đem hắn kích choáng, sau đó lại đem tống miểu theo cái kia đỏ cái lồng bên trong cho giải cứu ra. Phụ thân, những thứ này là ai? Vì sao muốn đến đối phó chúng ta? Tống Duyên hỏi. Các ngươi trước đừng hỏi, ta về sau sẽ cùng các ngươi giải thích, đợi ở chỗ này, chỗ nào cũng không muốn đi. Dặn dò xong nữ nhi về sau, Tống Diệp chính là mang theo đã hôn mê danh vô vi hướng Hắc Thủy U vực phương hướng bay đi. Lúc này, Hắc Thủy U vực. Hắc Thủy U vực trên không đột nhiên hiện đầy hỏa hồng diễm mây. Toàn bộ Hắc Thủy U vực tùy theo nhiệt độ không khí đột nhiên thăng. Diễm Vân Liên Thiên. Thần quân danh vi thiên đột nhiên sắc mặt trầm xuống, cũng không ngồi yên nữa, cùng một bên danh Nguyệt Ly nói ra, "Danh Nguyệt Ly, ngươi còn nhớ đến cái kia bản cổ tịch từng nâng lên, cực viễn cổ thời kỳ, Chúng ta thần doanh thị tổ tiên tại Mang Sơn chi đỉnh cùng cô Nguyệt Thiên Ma nhất chiến, lúc đó chính là có loại này diễm vân liên thiên dị tượng. Chỉ sợ danh tư thần một thế này chuyển thế, đã nhiễm phải cô Nguyệt Thiên Ma ma khí, thiên địa này mới có thể nảy sinh dạng này dị tượng. Vì thiên địa thương sinh, vì chúng ta thần doanh thị nhất tộc, tất phải lập tức chu sát danh tư thần. Nói xong, danh vi thiên thân hình đã bay ra ngoài điện, hắn nhìn đến vây khốn danh tư thần đỏ bát chính tại không yên phân nhảy lên. Bên trong tựa hồ đang có một cái cực kỳ khủng bố đồ vật muốn phá bát mà ra. Hiển nhiên, Doanh Nguyệt Ly đảo bát liền muốn khốn không được Doanh Tư Thần. Lúc này, tại Tần Huyền Khê Nguyên Thần trong cung điện, Doanh Tư Thần nhìn đến Tần Huyền Khê thần thức phía trên ma khí càng ngày càng đậm hơn, mà lại loại ma khí này nồng độ cùng tính chất là Doanh Tư Thần trước đây theo chưa từng thấy. "Huyền Khê, ngươi, ngươi có khỏe không?" Doanh Tư Thần hướng Tần Huyền Khê hỏi. Tần Huyền Khê là thần thức lại là không có nói bất luận cái gì lời nói nhưng danh tư thần lưu ý đến, con ngươi của nàng đã thành huyết hồng chi sắc. Càng làm cho danh tư thần cảm thấy hoảng sợ là, Tân Huyền Khê thần thức sau lưng đúng là ẩn ẩn mọc lên một cái thiên ma hư ảnh. Bỗng nhiên, Tân Huyền Khê thần thức bắn ra mãnh liệt ma khí ngập trời, trong nháy mắt tràn ngập cả tòa Nguyên Thần cung điện. Nguyên Thần cung điện rốt cuộc không khóa lại được cái này rồi rào ma khí, đều theo Tân Huyền Khê thân thể tuôn ra, cùng lúc đó, Tân Huyền Khê nhục thân hai con ngươi cũng thành huyết hồng chi sắc. Oanh! một tiếng vang thật lớn vây khốn tần huyền khê đỏ bát vỡ vụn một cái to lớn thái huyền thiên ma từ đó mà ra cùng trước kia thái huyền thiên ma khác biệt chính là lúc này thái huyền thiên ma hắn mắt trái con ngươi lỗ phía trên lại có khắc một cái màu đỏ trăng khuyết ấn ký mà tần huyền khê đang đứng tại thiên ma trên đỉnh đầu quanh người ma khí quanh quẩn làm danh vi thiên nhìn đến thái huyền thiên ma mắt trái con ngươi lỗ cái kia đạo hồng nguyệt ấn ký lúc thân sắc không khỏi trì trệ bờ môi hơi hơi run rẩy cô nguyệt thiên ma nhưng danh vi thiên rất nhanh chính là kịp phản ứng nhất định muốn nhanh chóng đem tần huyền khê chu sát không thể tùy ý nàng ma khí càng thịnh chỉ thấy danh vi thiên mắt trái nở rộ hồng quang một cái thập tự đồng chảm bắn về phía tần huyền khê mà thái huyền thiên ma mắt trái cũng đồng thời bắn ra một đạo hồng nguyệt lưỡi dao sắc bén hai đạo khí nhận va nhau trong nháy mắt kích thích từng vòng từng vòng pháp lực chập trùng cả tòa thiên cung thụ hắn tác động đến lại ẩm vang sụp đổ tại thiên cung sụp đổ trong nháy mắt một đầu bạch long từ đó ngự phong mà lên. Đầu này Bạch Long chính là danh vi thiên pháp tướng. Danh vi thiên biết, lúc này danh tư thần, có cô Nguyệt Thiên Ma ma khí gia trì, thực lực tăng nhiều. Như hắn lại không sử dụng bản thật lĩnh, hôm nay tại cái này, tất cả mọi người đến chôn vùi tại thiên ma chi thủ. Bạch Long lúc này hướng thái huyền thiên ma cái kia to lớn pháp tướng chân thân phun ra rồi rào màu trắng hỏa diễm. Nhưng gặp, thái huyền thiên ma bỗng nhiên khẽ hấp, càng đem cổ này màu trắng hỏa diễm cho nuốt vào trong bụng. Lập tức, Thái Huyền Thiên Ma hai tay một cầm, lại giống như là bắt được một đầu con run giống như, gắt gao bắt được Bạch Long thân rồng, sau đó dụng lực kéo một cái, đem trực tiếp kéo thành hai đoạn. Ngay sau đó, Thiên Ma càng đem cái này hai đoạn thân rồng cho rõ ràng nhét vào nó cái kia to lớn miệng lớn bên trong. Lập tức, Thái Huyền Thiên Ma miệng lớn cũng phun ra rồi rào màu trắng hỏa diễm, hướng về Danh Vi Thiên chút xuống mà đi. Danh Vi Thiên lúc này thân hình lùi lại, lấy tránh thoát cỗ này bạch diễm, nhưng đột nhiên, một cái Thiên Ma trọng quyền đánh xuống chính bên trong doanh vi thiên thân thể đem hắn trực tiếp nện rơi trên mặt đất cứ thế mặt đất bị nện ra một cái thâm uyên hố lớn mục đích không thể thấy đáy chỉ thấy thiên ma tay trái bỗng dưng nhiều một thanh màu đen trường kích kích thân quanh quẩn lấy cực mạnh ma khí thiên ma đang muốn hướng cái kia trong hố sâu bỏ ra trong tay chuôi này ma kích ở vào trong hố sâu doanh vi thiên hắn thân thể sớm bị tần huyền khê hắc trụ gắt gao cho phong cấm lại chỉ cần lúc này thiên ma thủ bên trong ma kích bỏ ra doanh vi thiên tất nhiên giữ nhiều lành ít nhưng mà đúng vào lúc này cứu cha sốt ruột doanh bạch y cũng đem hắn cửu vĩ bạch hồ cho thanh toán đi ra chín đầu bạch vĩ cấp tốc quấn lên thiên ma cánh tay thề muốn ngăn cản nó cầm trong tay trường kích ném rơi nhưng gặp thiên ma mắt trái con ngươi lỗ lóe lên một kích trăng khuyết khí nhận chính là đập nện tại cửu vĩ bạch hồ phía trên trong nháy mắt pháp tướng chôn vùi cùng lúc đó doanh bạch y trên thân lại cũng bị vài gốc hắc trụ xuyên thấu bị tạm thời phong cấm thể nội pháp lực không có danh bạch y cái này trở ngại về sau Thiên ma liền lại lại giơ lên trong tay trường kích, có thể lúc này, Doanh Nguyệt Ly thân ảnh thế mà xuất hiện ở cái kia hố sâu phía trên. "Tư thần, ngươi tỉnh táo." Doanh Nguyệt Ly hướng Tần Huyền Khê hô, "Thân thể của ngươi đã gặp cô Nguyệt Thiên Ma ma khí xâm nhập, chưa có bị cô Nguyệt Thiên Ma ma khí không chế ngươi." Có thể Tần Huyền Khê giống như mảy may nghe không vào Doanh Nguyệt Ly, không có muốn ngăn cản Thiên Ma hướng hố sâu phương hướng bỏ ra trong tay ma kích. Dù là cái này ma kích tại đâm xuyên Doanh Vi Thiên thân thể trước đó, sẽ trước đâm xuyên doanh nguyệt ly thân thể nàng cũng không quan tâm doanh tư thần cũng đang cật lực muốn tỉnh lại tần huyền khê huyền khê không muốn cái kia là tỷ tỷ của chúng ta ngươi không nên thương tổn nàng nhưng tần huyền khê cũng giống vậy nghe không vào danh tư thần nhưng vào lúc này tần huyền khê sau lưng đột nhiên chuyển đến thanh âm nam tử tiểu nương tử nghe được thanh âm này tần huyền khê sửng sốt một chút dường như lập tức khôi phục lý trí cùng lúc đó đang muốn hướng doanh nguyệt ly phương hướng bỏ ra trong tay ma kích thiên ma cũng đình chỉ động tác. Tân huyền khê lúc này xoay người sang chỗ khác, chính là nhìn đến, chẳng biết lúc nào, thân mang một bộ bạch y Tống Diệp đã đứng ở sau lưng nàng. Tiểu nương tử, ngươi làm sao? Tống Diệp quan tâm hỏi. Không có gì. Tân huyền khê ngữ khí lạnh nhạt nói, đồng tử phía trên huyết sắc ngay tại dần dần lui tán. Ngươi làm sao lại biết ta tại cái này? Là hắn nói cho ta biết. Tống Diệp nhắc lên trong tay đã ngất đi danh vô vi bạn chuẩn bị xem bị kẹt lại tân thủ môn lấy nữ ma đầu tập 745. Tống Diệp xuất hiện về sau, bầu trời gắn đầy diễm mây liền cũng bắt đầu dần dần lui tán. Danh tư thần lúc này thở dài một hơi. May mắn thế gian này, còn có một người có thể ngăn cản gần như lâm vào điên cuồng Tần Huyền Khê. Đem cái này nam nhân giao cho ta. Tần Huyền Khê chỉ chỉ Tống Diệp trong tay dẫn theo danh vô vi nói ra. Ngươi muốn hắn làm gì? Tống Diệp hỏi. Ngươi trước đừng hỏi, bắt hắn cho ta. Tần Huyền Khê khẽ cau mày nói, ở thời điểm này, nàng không muốn cùng bất luận kẻ nào giải thích bất cứ chuyện gì. Ngươi không nói, vậy ta liền không cho. Tống Diệp nói ra, như là người khác cùng Tần Huyền Khê nói loại lời này, ngày nay sang năm, mộ phần cỏ đón chừng đều cao ba trượng. Có thể hết lần này tới lần khác người này là Tống Diệp, lúc này Tần Huyền Khê cũng chỉ là nhíu mày, nhấn mạnh nói, nhanh cho ta. Tống Diệp lại là giả bộ như nghe không được, chưa có trở về Tần Huyền Khê. Tân Huyền Khê đối Tống Diệp cũng thực sự không có cách, chỉ tốt chính mình làm ra nhượng bộ. Tốt à, ta nói cho ngươi chính là, ta muốn trên tay ngươi cái này nam nhân, là muốn đem hắn đưa đến một nơi nào đó đi giết rơi. Mang đi nơi nào? Tống Diệp lại hỏi. Vô gì băng sơn? Tân Huyền Khê trả lời. Ta tùy ngươi cùng nhau đi. Tống Diệp nói ra. Không được. Tân Huyền Khê dứt khoát dứt khoát nói. Vậy ta liền không thể đem cái này nam nhân giao cho ngươi, trừ phi ngươi dẫn ta cùng nhau đi. Tống Diệp nói ra. Tần Huyền Khê mày nhíu lại lấy, đối mặt phu quân chơi xỏ lá, nàng cũng xác thực không có cách. Tốt à, ta để ngươi đi cùng cũng được. Tần Huyền Khê thỏa hiệp, thuận tiện làm phiền ngươi, giúp ta đem con lợn này mang lên. Heo, nơi nào heo? Tống Diệp sừng sốt một chút, lập tức, hắn rất nhanh chính là phát hiện, tại mặt đất nơi nào đó nằm một đầu đã hôn mê tiểu hắc trừ. Vô di băng sơn. Lúc này, doanh vô vi đã bị Tần Huyền Khê tháo thành tám khối, đầu cùng thân thể tách ra, cho chôn ở vô di băng sơn một chỗ băng đàm bên trong. Tử tiên thi thể bây giờ cũng vẫn bị đông tại cái này băng đàm bên trong. Bất quá, Tần Huyền Khê cũng không có để danh vô vi cái kia tứ linh bát lạc thân thể tàn phế chôn cách tử tiên quá gần, để tránh cái kia bẩn thỉu huyết ô uế tử tiên thân thể. Lúc này, Tần Huyền Khê ngồi tại trên mặt băng, nhìn lấy vẫn bị đông tại băng đàm bên trong tử tiên thi thể, thân sắc bình tĩnh. Mà Tống Diệp thì là đứng cách Tần Huyền Khê tương đối xa, cách xa nhau ước chừng năm trượng khoảng cách, là Tân Huyền Khê để hắn đứng cách nàng xa một chút, bởi vì nàng không muốn để cho Tống Diệp lẫn vào nàng ở chỗ này phải xử lý sự tình. "Sư phụ, đồ nhi thay người báo thủ, ngươi có thể nghỉ ngơi." Tân Huyền Khê cùng băng đàm bên trong tử tiên thi thể nói ra. Chỉ là nàng nơi tay nhận giết sư cửu nhân về sau, mới phát hiện tâm tình của nàng lại lại là như thế bình tĩnh, không có đại hỉ, không có giận dữ, cũng không có đại buồn bã. Đến đón lấy liền đến ngươi." Tân Huyền Khê ngẩng đầu nhìn về phía tiểu Hắc Trư. Tiểu Hắc Trư, tức là địch tiên, hắn heo trên mặt lại lộ ra một bộ thoải mái thần sắc. Hắn tựa hồ cũng đã nghĩ thông suốt rồi, không có ý định lại trốn, cũng không có ý định lại hướng Tần Huyền Khê cầu xin tha thứ. Trốn tranh mấy ngàn năm, hắn trung quy là mệt mỏi. Có lẽ, hôm nay chết ở chỗ này, tử tại tử tiên thi thể bên cạnh, tử tại tử tiên đồ đệ trong tay, chính là hắn kết cục tốt nhất. Trước đây, hắn một mực không hiểu, huyền uyên ma tôn tần huyền khê vì sao một mực tử cắn hắn không thả, hắn đến tụt cùng chỗ nào đắc tội cái này đáng sợ nữ ma đầu. Cho tới bây giờ, địch tiên mới biết được, nguyên lai, Tần Huyền Khê đúng là tử tiên đồ đệ. Mà lúc này, hắn cũng nghĩ thông suốt tử tiên trước khi chết cùng hắn chỗ nói một câu nói. Người tên trước kia có phải hay không gọi Lan theo? Địch tiên hướng Tần Huyền Khê hỏi. Lan y. Tần Huyền Khê sửng sốt một chút. Ngươi làm sao lại biết cái tên này? Tần Lan Y, đúng là Tần Huyền Khê đã từng tên, cái tên này là tử tiên giúp nàng lên. Bởi vì năm đó, tại doanh vô vi giết sư phụ ngươi sau khi rời đi, ta từng trộm lén chạy trở về nơi này. Địch tiên nói ra, lúc đó, ta ôm lấy một loại lòng chờ may mắn bên trong, có lẽ sư phụ của ngươi còn chưa có chết, mà sự thật cũng là như thế. Làm ta về tới đây lúc đến, nàng còn giữ sau cùng một hơi, mà nàng lại dùng cái kia sau cùng một hơi nói với ta nói chiếu cố tốt lan theo. Ta lúc đó còn tưởng rằng, lan theo là một đóa hoa, mà lại nàng khi đó đã chính mình đánh tan trí nhớ của nàng nàng đoán chừng cũng căn bản không biết mình đang nói cái gì, cho nên về sau, ta cũng không có đem lời này coi là chuyện to tát. Cho tới bây giờ, ta mới biết được, sư phụ ngươi trước khi lâm chung là muốn nhờ ta chiếu cố ngươi. Lan theo, nếu là ta có thể sớm một chút tìm tới ngươi, có lẽ ngươi liền sẽ không rơi vào ma đạo. Ngươi bây giờ nói những thứ này là muốn cho ta tha cho ngươi khỏi chết sao? Tân Huyền Khê lạnh lùng nói. Ta đã không cầu có thể sống, chỉ nguyện ngươi có thể cho ta một thống khoái. Địch tiên nhắm hai mắt lại nói. Ngươi đã không xứng chết trong tay ta. Tân huyền khê nói, mắt phải kim quang lóe lên, một cái đồng nhận, chỉ lột địch tiên một đầu phải móng trước. Ta muốn ngươi cả một đời đều sống ở thống khổ cùng ái náy bên trong. Nói xong, Tân huyền khê đứng dậy, hướng về Tống Diệp phương hướng đi đến. Khi nàng đi đến Tống Diệp trước mặt lúc, thân sắc vẫn như cũ bình tĩnh, hướng Tống Diệp nói ra. Có thể hay không mượn bộ ngực của ngươi dùng một lát. Tống Diệp mỉm cười, hướng về nàng mở ra hai tay ngươi tùy ý chỉ thấy tân huyền khê lập tức đem đầu chôn ở tống diệp trên lồng ngực đúng là khóc lên còn khóc hết sức lợi hại thân thể đều đang run rẩy tống diệp sửng sốt một chút hắn vẫn là lần đầu gặp nàng rơi lệ hắn không khỏi ôm chặt nàng cũng không nói chuyện mặc cho nàng tại trong ngực nàng khóc cái đầy đủ khóc sau một lúc tân huyền khê mới ngẩng đầu lên hai con ngươi đỏ rừng rực trở về về sau nhưng không cho cùng bất luận kẻ nào nhấc lên chấm trong ngực của ngươi khóc lớn sự tình nếu không chấm thì để ngươi đẹp mặt vốn là tần huyền khê muốn nói nếu không chấm thì đối ngươi đại hình hầu hạ dọa một cái tống diệp có thể lời đến khóe miệng vẫn là sửa lại từ nàng là phát hiện nàng bây giờ thì liền ngoan thoại cũng không bỏ được đối tống diệp nói tống diệp mỉm cười đưa tay giúp tần huyền khê nhẹ nhàng nhấp đi khóe mắt nàng nước mắt có thể khóc cũng không phải chuyện mất mặt gì về sau ngươi ở ta nơi này muốn làm sao khóc khóc bao lâu đều có thể không cho phép nhắc lại ta khóc sự tình ta là chăm chú tần huyền khê để tỏ lòng nàng nghiêm túc còn cố ý đem mặt căng thẳng lên. Có thể ngươi khóc nước mắt đem ta quần áo đều thấm ướt, ngươi để cho ta không đề cập tới cũng được, trừ phi sau khi trở về, ngươi tự tay giúp ta rửa sạch sẽ cái này quần áo. Tống Diệp co kè mặc cả nói. Được được, bất quá là tẩy một kiện quần áo thôi, không phải chuyện lớn. Tần Huyền Khê trợn nhìn Tống Diệp một cái nói. Cái kia, chúng ta trở về đi. Tống Diệp nói dắt Tần Huyền Khê tay. Ừm, chúng ta trở về. Tần Huyền Khê nhẹ gật đầu, bên khóe miệng không khỏi vung lên một vệt nụ cười đột nhiên một trận gió mát thổi qua tần huyền khê gương mặt nàng đột nhiên cảm thấy lúc này gió tựa hồ so trước kia biến đến nhẹ nhàng rất nhiều có lẽ là bởi vì nàng cũng rất lâu không có chân chính cảm thụ qua gió ôn nhu cũng không có tránh thức cảm thụ qua ánh sáng mặt trời ấm áp cùng đại địa mềm mại từ đó về sau nàng rốt cục có thể thật tốt sinh hoạt chỉ vì chính mình mà sống bạn chuẩn bị xem bị kẹt lại tân thủ môn lấy nữ ma đầu tập 746. Làm tân huyền khê cùng Tống Diệp rời đi vô di băng sơn về sau, địch tiên phát hiện hắn lại theo tiểu hắc chư biến trở về hình người, lập tức thể nội pháp lực cũng khôi phục. Đây là tần huyền khê tại trước khi đi, dùng danh tư thần cho tặng nàng pháp quyết giải địch tiên dễ dàng thân chú. Địch tiên vốn cho rằng Tân huyền khê sẽ để cho hắn một mực lấy heo bộ dáng cầu thả sống sót, nhưng sau cùng nàng vẫn là để hắn làm trở về một người. Nàng đây là tha thứ hắn sao? nàng cuối cùng không có lấy tính mạng của hắn thì chỉ cần hắn một đầu cánh tay phải có lẽ nàng là cảm thấy tử tiên tại trước khi lâm trung xin nhờ hắn chiếu cố nàng cái kia liền đại biểu tử tiên đã tha thứ hắn nếu không sẽ không đối với hắn lâm trung phó thác cho nên đã tử tiên lựa chọn tha thứ nàng tân huyền khê thì không muốn tại cái này tha thứ phía trên lại vọng thêm sát nhiệt có thể đã từng nữ ma đầu giết một người không cần lý do địch tiên cảm thấy bây giờ tần huyền khê đã thay đổi mà khiến nàng cải biến người Hiển nhiên chính là vừa mới cái kia mượn bả vai để cho nàng tại trong ngực hắn khóc lớn nam nhân. Thì liên tử tiên đồ đệ bây giờ đều tìm được có thể phó thác cả đời người, mà hắn trung lỗi vẫn là một thân một mình, vừa mới còn bị hung ác cho ăn một miệng cẩu lương. Địch tiên lộ ra một vệt nụ cười tự diễu, vẫn lắc đầu. Lúc này cánh tay phải của hắn chỗ đứt vẫn đang không ngừng ra bên ngoài chảy máu, hắn chính là dùng pháp lực đã ngừng lại huyết. Uyển đình, thật rất xin lỗi. Địch tiên nhìn lấy nằm tại băng đàm bên trong, chính an tường ngủ tử tiên ta không thể hoàn thành ngươi phó thác ta cũng không có chiếu cố qua ngươi đồ nhi thậm chí ta còn giống như mang cho nàng rất nhiều phiền phức chỉ đổ thừa ta quá mức nhu nhược có điều ngươi yên tâm nàng hiện tại rất tiền đồ thành thiên hạ trung chủ nữ đế còn có ý trung nhân của mình nàng sinh sống rất thoải mái tương lai cũng sẽ như thế nàng có lẽ rất nhanh sẽ đem ngươi từ nơi này rời ra ngoài cho ngươi xây một cái mới mộ như thế ta cũng đã không thể vụng trộm tới thăm ngươi địch tiên nói đem một chi cốt địch đem ra uyển đình Năm đó ta bị ma quỷ ám ảnh, cầm ngươi tay gãy luyện thành chi này cốt địch, thỉnh cho phép ta sau cùng lại một lần nữa sử dụng chi này cốt địch. Một lần cuối cùng khinh nhờ ngươi chi cốt, bởi vì ta muốn cho ngươi sau cùng thổi một khúc. Nói xong, địch tiên chính là dùng hắn chỉ còn lại trái tay cầm lên cốt địch, bắt đầu thổi. Mỹ diệu tiếng địch rất nhanh chính là phiêu đãng tại toàn bộ vô di băng sơn phía trên. Sau ba tháng, Dược đô, đại uyên hoàng cung. Hôm nay, Tần Huyền Khê Minh Đức điện tới một vị khách ít đến nàng tiện nghi tỷ tỷ danh Nguyệt Ly. Danh Nguyệt Ly đến đây tựa hồ là vì làm một cái thuyết khách, điều giải Tần Huyền Khê cùng thần danh thị nhất tộc ở giữa mâu thuẫn. Thần quân thương tổn, đến bây giờ không có khỏi hẳn, ngươi lần trước thương tổn hắn rất nặng, Diêu Cửu Tiên thân thể tuy nhiên có thập tự xích đồng, nhưng so với thần quân nguyên lai bộ kia thân thể, lại là muốn yếu đuối không ít, thần quân có lẽ rất khó lại hoàn toàn khôi phục lại. Danh Nguyệt Ly cùng Tần Huyền Khê nói ra, mặt khác, chúng ta đã quyết định lập cơ hạ thanh vì thần nữ nàng kỳ thật cũng là thần quân nữ nhi bây giờ nàng đã bị ban cho vì thắng tính vì thắng hạ thành chúng ta thần doanh thị bây giờ đã điêu linh mà thần quân lại có trọng thương tại thân cho nên chúng ta quyết định tị thế ẩn cư tại hắc thủy u vực khôi phục nguyên khí vực ngoại thế giới đương nhiên sẽ không lại nhiều quản tần huyền khê mỉm cười cho nên ngươi hôm nay là đại biểu thần quân tới hướng bản đế yếu thế sợ bản đế đối với các ngươi đuổi tận giết tuyệt tư thần Ngươi vốn không tất như vậy làm rõ tới nói." Doanh Nguyệt Ly tức giận nói, đối với cô muội muội này, nàng càng phát giác hết sức lạ lẫm, nàng chỉ coi là cô Nguyệt Thiên Ma ma khí ảnh hưởng tới nàng muội muội tâm trí. "Kỳ thật các ngươi không cần như vậy lo lắng, các ngươi dù nói thế nào, cùng bản đế cũng là cùng là thần doanh thị hậu nhân, ta tự không thể lại đối với mình thị tộc đuổi tận giết tuyệt." Tân Huyền Khê nói ra, "Nhưng điều kiện tiên quyết là, các ngươi đến an an phân phân đợi tại Hắc Thủy U vực bên trong." Tân Huyền Khê chỗ lấy không đúng thần danh thị nhất tộc đuổi tận giết tuyệt, tự nhiên là nhìn tại danh tư thần trên mặt mũi. Các nàng bây giờ vẫn là hai cái thần thức dùng chung một bộ thân thể, nàng tự là không thể nào cùng danh tư thần trở mặt. Ngươi đem nói đến nước này, xem ra hai chúng ta tỉ muội cũng không có gì có thể nói chuyện, tạm biệt. Danh Nguyệt Ly nói xong liền muốn bay đi. Chậm rãi. Tân Huyền Khê gọi lại Danh Nguyệt Ly nói, cái này cho ngươi. Tân Huyền Khê vứt cho Danh Nguyệt Ly một cái tinh xảo hộp gỗ, Doanh Nguyệt Ly mở ra hộp gỗ xem xét, bên trong chứa một viên tử đan. Tỷ tỷ, ta biết, 300 vạn năm trước trận chiến kia, lưu ở trên thân thể ngươi thương tổn, đến bây giờ còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Cho nên ta cố ý khiến người ta luyện chế ra viên này từ âm đan cho ngươi làm liệu thương dùng. Tần Huyền Khê nói ra. Doanh Nguyệt Ly cầm lấy viên kia tử đan ngửi ngửi, lập tức hai mắt sáng lên, quả thật là tử âm đan. Tử âm đan luyện chế cần thiết tài liệu rất khó gom góp, nàng gần nhất đang vì thu thập những tài liệu này mà sầu muộn, không nghĩ tới muội muội đúng là vụng trộm cho nàng luyện một viên. xem ra muội muội chỉ là miệng cứng rắn mềm lòng, trong đầu vẫn là có nàng tỷ tỷ này. danh Nguyệt Ly trong đầu vô cùng vui vẻ, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ giả bộ như không có không gợn sóng, chỉ là thản nhiên nói: vậy thì cám ơn. Tần Huyền khê phí tổn to lớn nhân lực vật lực cho danh Nguyệt Ly luyện chế viên này từ âm đan, tự nhiên cũng là vì giúp danh Tư Thần mà không phải là vì cùng Doanh Nguyệt Ly duy trì cái gọi là tình tỉ muội. Doanh Nguyệt Ly đi không lâu sau, chính là có trong cung hộ vệ đến báo. Bệ hạ, chúng ta cầm đến một cái bạch hạc, cái này bạch hạc ý đồ xâm nhập hoàng cung, bị chúng ta kịp thời cản lại, chúng ta đối với hắn lục soát một phen. Phát hiện tại nó lông vũ bên trong cất giấu hai chi cây sáo, nhìn cây sáo chất liệu, hẳn là dùng xương cốt chế thành. Chúng ta không biết cái này hai chi cốt địch lai lịch, liên cố ý lấy ra hiện lên cho bệ hạ. Cốt địch, Tần Huyền Khê khẽ cho mày, nhanh trình lên. Hộ vệ kia chính là cẩn thận từng ly từng tí đem hai chi cốt địch phóng tới Tần Huyền Khê trước mặt trên thớt. Tần Huyền Khê cầm lấy trong đó một chi cốt địch nhìn thoáng qua, lúc này nhìn ra, đây chính là từ tử tiên tay gãy chỗ chế thành chi kia cốt địch, xem ra cái này Bạch Hạc là địch tiên điều động nó tới. Đến mức, mặt khác một chi cốt địch, Tần Huyền Khê mi đầu cao lại, cái này thứ hai chi cốt địch chất liệu tựa hồ cũng là xương người. Tần Huyền Khê trong lòng lập tức chính là có một đáp án, có lẽ chi này cốt địch là từ địch tiên tay gãy chế thành. Tại Vô Di Băng Sơn, Tân Huyền Khê liền từng gãy mất địch tiên một tay. Địch tiên bây giờ đem chính hắn gãy xương cũng chế thành cốt địch, còn tính cả tử tiên tay gãy chế cốt địch cùng nhau đưa chỗ này, nên là vì trục hắn lúc trước tội nghiệt. Tân Huyền Khê hảo hảo thu về cái này hai chi cốt địch, một cái thuấn thân quyết chính là đi tới kinh đô bên ngoài một chỗ trong lăng mộ. Tân Huyền Khê đã khiến người ta đem rượu tiên thi thể theo Vô Di Băng Sơn băng đàm bên trong rời ra, để đặt tại cái này trong lăng mộ lúc này tử tiên thi thể chính là nằm tại một cái băng quan bên trong cái này băng quan chính là dùng đặc thù chất liệu chỗ tạo cùng vô di băng sơn phía trên cái kia băng đàm tác dụng một dạng có thể bảo tử tiên thi thân vĩnh cửu không hư